Cô gái mất tích hơn 100 ngày ở Hà Nội, cảnh sát 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm vẫn chưa có tung tích. Cô gái 23 tuổi Lương Hải như ở Chương Mỹ, Hà Nội mất tích hơn 100 ngày, gia đình đã lập bàn thờ nhưng vẫn chưa nguôi hy vọng. Thân nhân của người mất tích sẽ tính chuyện mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các cầu lớn như cầu Mai Lĩnh, cầu Vượt Sông Đáy, cầu Nhật Tân. Nỗi lòng người cha. Tính đến ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, con gái út của ông Lương Viết Tuyên, 47 tuổi, là Lương Hải như đã mất tích 3 tháng 21 ngày. Ngần ấy thời gian, bất kể mưa nắng, ông Tuyên cùng những người thân trong gia đình vẫn miệt mài tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhìn lên di ảnh của người con gái út trên bàn thờ mới lập, ông Tuyên nghẹn ngào, vợ chồng tôi chỉ có hai người con gái, vất vả làm lụng hàng chục năm trời để nuôi các con khôn lớn. Khi hai người con đã học hành đầy đủ, ra trường và có công ăn việc làm những tưởng là lúc vợ chồng được thảnh thơi, nhưng tai họa lại bỗng nhiên ập xuống. Ông Tuyên cũng cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm Hải như vẫn được gia đình tiến hành nhưng phạm vi đã được thu hẹp lại ở địa phận làng Thổ Ngoã, xã Tân Hòa, huyện Quốc, Hà Nội và xã địa phận xã Tiên Phương, huyện Trường Mỹ, Hà Nội. Đây là hai địa điểm được cơ quan công an nhận định là nơi phát hiện Hải như đi vào nhưng không thể đi ra. Công an thông tin vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc nên không thể tiết lộ nhiều thông tin. Tuy nhiên, thấy gia đình tôi tìm kiếm vất vả quá nên họ cũng chỉ khoanh vùng các vị trí đó để chúng tôi tìm kiếm được chính xác hơn, ông Tuyên cho biết. Được biết, đến thời điểm hiện tại, phía cảnh sát đã 3 lần dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm tung tích Hải Như. Mỗi lần như thế cách nhau chừng 7 đến 10 ngày. Trong cả 3 lần tìm kiếm đều nằm trong khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Những địa điểm tìm kiếm được lực lượng chức năng chú ý tới là gần các sông, hồ và trang trại chăn nuôi. Ở lần tìm kiếm gần nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 9, chó nghiệp vụ được đưa đến tìm kiếm trên núi thuộc địa phận thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Thế nhưng, cũng giống như những lần trước đó, quá trình tìm kiếm lần này, cơ quan công an vẫn chưa phát hiện thêm manh mối gì. Theo ông Tuyên, nghi vấn sự mất tích của Hải như có liên quan đến TNT, sinh năm 1997. Đã tử vong, người yêu cũ của Hải Như, nên công an cũng đã cử lực lượng tìm kiếm trước cửa nhà người này tại xã Tiên Phương. Về phía gia đình, sau khi biết tin TNT tử vong và Hải Như cũng mất tích bí ẩn, gia đình ông Tuyên đã nhờ trích xuất camera và biết vào nửa đêm. Rạng sáng trước hôm được phát hiện tử vong, TNT đã có mặt ở khu vực quanh cầu Củ Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Sau nỗ lực tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của người dân, gia đình đã tìm thấy túi sách và dép của Hải Như ở dưới sông. Bên trong túi sách còn có nhiều giấy tờ của Hải Như. Bẵng đi một khoảng thời gian sau đó, liên tục trong 1 đến 2 ngày, có số điện thoại lại liên lạc với tôi và người con gái lớn thông tin gia đình đến bãi gửi xe nằm trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy để nhận chiếc xe máy của Hải Như về. Ông Tuyên cho biết, vị trí bãi gửi xe trên phố Tú Mỡ cách địa điểm tìm thấy túi sách và dép của Hải Như hơn 10 km và cách phòng trọ của Hải Như trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa 5 đến 7 km. Thông tin trên được ông Tuyên trình báo tới cơ quan công an và nhờ cơ quan công an cùng đi đến bãi gửi xe để xác nhận tình hình. Với những thông tin được người lạ cung cấp, gia đình ông Tuyên và cơ quan công an đã tìm được chiếc xe hiệu Honda Vision là phương tiện di chuyển của Hải Như. Trong cốp chiếc xe máy, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc ví rỗng cùng giấy tờ của Hải Như. Nếu con có mất thì cũng mong tìm được để đưa về cùng tổ tiên. Ông Tuyên kể, Hải Như và TNT đã từng có thời gian yêu nhau và gia đình ông cũng biết chuyện. Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, ông có biết chuyện tình cảm của con gái út với nam thanh niên kia đã chấm dứt. Thế nhưng, dù không còn yêu đương nhưng có lần tê, vẫn chặn đường để đe dọa và hành hung Hải Như. Sau sự việc ấy, cả hai được mời lên công an làm việc và tê phải viết giấy cam kết không tái phạm hành vi như trên nữa. Sau sự việc đó, Hải Như đã chuyển chỗ ở và quyết định chấm dứt với tê. Tìm kiếm Hải Như không được, đã có lần tê tìm về tận xã tôi và làng vàng tại đó cả tuần trời. Nam thanh niên này sau đó được phát hiện tử vong trong phòng trọ. Nguyên nhân vì sao tôi cũng không rõ, nhưng cũng kể từ đó, Hải Như mất tích bí ẩn đến nay vẫn chưa rõ tung tích, ông Tuyên buồn bã nói. Kể từ ngày con mất tích, anh em họ hàng và cả hàng trăm người thương cảm đã hỗ trợ phương tiện, sức lực, kinh phí để tìm kiếm Hải Như nhưng tất cả đều vô vọng. Bây giờ, chỉ có ông Tuyên và người thân trong nhà vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mỗi lần rời nhà, ông Tuyên đều mang theo hy vọng sẽ có được thông tin về con gái nhưng rồi ông lại trở về nhà trong nỗi thất vọng. Kính Hải Như tôi biết, em nó sống tình cảm. Ngày thường, hôm nào Như cũng gọi điện về nhà, ít nhất là 2 lần, có hôm mùng 5 tháng 6 lần chỉ để thủ thỉ, tỉ tê chuyện học, chuyện đi làm với bố mẹ. Vậy nên, nếu Như còn sống, tôi chắc chắn rằng dù có phải đánh đổi cả tính mạng em nó cũng sẽ gọi điện về nhà.
nhưng đến gần 4 tháng rồi, em nó mất thật rồi. Không còn hy vọng gì nữa, ông Tuyên nghẹn ngào. Gần 4 tháng qua, vợ chồng ông Tuyên không khi nào được ngủ tròn giấc khi trời còn chưa sáng. Ông Tuyên đã trở dậy chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để lên đường tìm kiếm tung tích con gái út và trở về nhà khi trời đã quá khuya. Ông Tuyên dự tính, ngoài những phạm vi cơ quan công an khuyến cáo gia đình tập trung, ông sẽ mở rộng tìm kiếm thêm ở các cầu lớn trên địa bàn như cầu Mai Lĩnh, cầu Vượt Sông Đáy, cầu Nhật Tân. Ngày 31 tháng 8, gia đình ông Tuyên tạm dừng công việc tìm kiếm để làm lễ 49 ngày cho Hải Như ở trong căn nhà nhỏ và khu vực bờ sông, cầu Cù Sơn. Ngước nhìn lên di ảnh của người con gái út, ông Tuyên nói rằng dù có phải lật từng bụi cỏ, bới từng gốc cây, ông cũng phải tìm bằng được để đưa con về với tổ tiên.